bóc vô cái bút cái Hiền ơi. Thôi luôn cũng được. Trời ơi, bóc cái bút. Bút này tao không biết ghi được không nè. Tao khỏi luôn. Bóc cái bút ta bớ luôn. Chỗ có mong bóc hay bị nhầm á. Nhầm đi đâu vậy? Không biết á. Nhưng mà ý là nhiều không? Tại vì cái gì chị Hà qua chứ chị Loan chứ không được rồi. Chị Loan mất làm như ý. Cái gì Hà xong qua bên làm. Trời, tắm muộn luôn. Cái thằng năm bên chị Hà nữa. Thằng nó cũng quay về trước. Tùm lum quá. Nhưng mà nhiều không á? Nhiều. Nhiều mà nhỏ thì thôi em làm đi. Không chịu. Làm đè mấy con to lắm. Thường cái kiểu đó. Lái ngứa má chịu đi. Còn mấy con to thấy con mua chị không biết con mua nhỏ hết trơn chứ. Bây giờ mình rảnh thì khách nó không có đợi. Alo. 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 Nghe đây. Đã bảo gì? Gì nhà ai nhỉ? Ê, quá dưới này không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc từ đâu luôn.
Vui nữa chị á, khách thì không chịu. Không vui rồi đó gì. Không vui nhưng mà khách không vui. Chờ không vui. Nước ngoài hết rồi. Nước ngoài hết. Heo của Việt Nam. Đi mệt chắc đổ người. Đổ mấy đứa. Mà chắc là bên này dậy nặng cái như nó thâu quá. Để em nặng mấy cục bự cái rồi để hạng thì sao. Nặng mấy cục phim, mấy cục cầu để sao. Điều lâu á. Right.
Thôi khỏi, gần xong. Xong cái là em thích mấy cái con tim này thôi.